Hello, hello, chào các bạn. Ok, làm thêm clip xả đồ các bạn ơi. Xả đồ nha. Ở đây mình đang còn hạn nợ hai đơn này. Bữa nay mới mới tiến hành làm nha. Làm xong mình gửi các bạn sau nha. Tí mình cũng giới thiệu nha, hai đơn này mình đang thu vốn. Ê, ba cái tủ các bạn, tủ tủ lớn nha. Tí hạn đi. Cái này hiện tại là mình ngưng bán nữa nha. 280k, lúc trước mình cứ tưởng là khoảng hơn trăm. Khoảng hơn trăm nha. Khoảng tầm 200 tiền ship nhưng mà 280 nha. 280k chưa kể một số chi phí phát sinh. Tính ra ba tủ này gần như lỗ nha. Nhưng mà không sao, thì mình thì mục tiêu là đang thu vốn mà, cho nên là cận lỗ thì cũng không sao. Ba cái này. Thì ba cái này thì mình không mình cái tủ lớn thì mình không không xả nữa nha các bạn. Bữa nay mình cũng có lên clip nhưng mà đã bán ba cái rồi nha, cho nên là cũng không có lời, cho nên thôi thì mình ngưng ngưng xả giá 1,6 triệu nữa nha, tạm thời thì ngưng. Bữa nay về được cái tủ tuyển các bạn, rất là đẹp luôn, tủ tuyển rất là đẹp, đủ khay hai đầu. Tủ này anh em nào cần thì mình tính thêm khay nha các kiểu. Tủ này hiện tại để như vậy á là giá là 2,2 triệu nha, 2,2 triệu bao ship. Tủ cực đẹp luôn, chưa vệ sinh nhưng mà rất là đẹp nha, tủ rất là nét các bạn nha, 2,2 triệu. Thì tiền ship á, khách nào tới nhà chở thì mình tính là 1,9 triệu nha, 1,9 triệu, mình tính 200 tiền ship. Nếu mà gần gần tủ hãng Corita, Corita này thì trước đây cũng có rất là nhiều khách cần nha, cũng hỏi ha. Corita thì nó nét hơn chút, qua sâu da. À, sau da còn khá là chất, hai cái khay hai đầu rất là đẹp. Corita không khay hiện tại là 2,2 triệu nha, còn khách nào khay lấy thêm khay thì báo mình đó. Tủ rất là đẹp, dài 80 cm, Corita cửa hai đầu, thắng hai đầu, hàng hoàn hảo. Còn cái này mình xả 700, anh em lấy thì liên hệ nha. Hiện tại tình trạng là không khay nha, mình báo rất là rõ nha các bạn, không khay nha, không khay không gì cả, không chân không thắng, 700 bao ship coi như thu vốn nha. Cái này thì mình lấy bánh xe mình sang qua cái khác à, tại vì một số cái khác đẹp nhưng mà bánh xe bị hỏng đó, sang qua 700. Mấy cái tủ này khách mới á, mua có cọc giùm mình nha. Đó, cho nên là khách nào cọc bằng cách chuyển khoản các bạn. Nhưng có nhiều khách hỏi mình là cọc bằng cách nào. Thì cọc là chuyển khoản nha. Để trước đây mình nhận thẻ cào rất là nhiều nhưng mà giờ không nhận nữa thì nhiều quá các bạn. Đó, mình đâu có xài hết đâu. Cho nên là không nhận thẻ cào nữa. Còn tủ này thì cũng có một cái lạ lạ đẹp 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 ha. Khá là đẹp, nó nhìn nó lạ lạ lạ, chưa vệ sinh nha, rất là mới luôn, bên trong mới tinh các bạn, màu sữa đẹp. Cái này không khay không gì hết nha các bạn, để như vậy luôn nha, là 1,6 triệu. Còn bữa mình chào các bạn là 2,4 triệu, là đủ thêm 5 khay nữa nha, 5 khay là 2,4 triệu, còn để như vậy là 1,6 triệu nha. Ở đây nó có một cái hộc rất là đẹp, lạ lùng ha. Này như có một cái một là nó vậy các bạn, nó có hộc này à. Và không chỉ ở đây có hộc nha, ở đây nó còn có một cái khay nè các bạn, nè nè đó ha. À, khá là lạ. Và cái tủ nhỏ thông thường là tủ này không khay gì hết nha, là 1,4 triệu, cái này là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu, cái này là 1,4 triệu, không khai gì hết, giá bao ship tới nhà chở thì trừ trừ 200, còn 1,2 triệu nha, cứ tới nhà chở là trừ 200 các bạn. Khách nào ở gần thì qua chở, tại vì công gối rồi công này công kia thì cũng khoảng khoảng đó, tiền ship cũng hơn 100. Còn có khay thì giá đang 2,2 triệu nha, bữa nay giống như nhiều khách hỏi. Có một đơn giá 2,2 triệu mới lên,
Thì đơn này để ngày mai mình mới làm cho nó, hay làm không nổi các bạn. Bữa nay tập trung trả một số đơn để chiều nay hàng đi. Ở đây mình còn hai con phát điện nè, để lâu lắm rồi. Đang thiết kế bộ khung ở đây, làm một cái mô hình phát điện tuần hoàn để làm thêm một nghiên cứu thêm một cái, chia sẻ kinh nghiệm và bán đồ cho khách. Tuần hoàn, tuần hoàn. Ok, giới thiệu thêm một số đồ xả các bạn. Ok, đầu tiên là cái này nhé, 150k một cái bao ship nha, nâng hạ 100 kg, hành trình là 50 mm nha, 48 mm một món. Cái này 200 anh em nào lấy về nghiên cứu nha, hoặc tí nữa mình mò mò coi cái motor nó chạy làm sao. Motor các bạn 200k bao ship, hàng của Mỹ, đường kính lồng là 150. Đây mình còn mấy cần gạt, cần gạt của Đức 650k. Có một cái đặc biệt, nó có mấy cái này các bạn, hàng mới nha, họ bỏ nó ở đây. Cái này như nhấn lên nhấn xuống, cái này lên xuống được nha, hàng Germany mới chưa xài nhưng mà bỏ lưu kho sao sao đó ha. Chỗ này là gang cho nên là nó rỉ, phần này có sơn nó không rỉ, chụp lại chụp xuống. Bữa nay xả cây này sẽ còn 600 nha, 600 bao ship. Hai con này mình đang xả nè, 200 250k một con nha, lấy một cặp thì bà 500k bao ship, còn lấy lẻ thì 300 các bạn. Này tí làm clip test cho các bạn, cốt 10 ly nha. Còn chỗ này cái gì mình không rõ các bạn, cái này về nghiên cứu nha. Này gì ta, cốt 10 ly. Con này motor 120W, 120W điện 220 một pha, cấp điện là chạy. Mấy cái này lỗ phi 50, hàng của Nhật, lỗ phi 50 kẹp spindle. Hiện tại mình đang bán là 250k một cái nha, nó bằng thép rất là nặng các bạn ha, thép được gia công rất là nặng luôn, hàng của Nhật. Cái hàng Nhật nha. Ở đây là 4 tia nước xịt ra. Lỗ 50 chuẩn nha. Anh em nào có lỗ năm có spin đồ phi 50 á, lấy về kẹp ba ốc kẹp xuống. Ở đây nước vào, đây nước ra, ba tia. Dài cỡ hơn 200, cần cắt bớt nha. Độ chế 250k cái bao ship. Đây đi bãi săn được hai cái ke, hai cái ke. Ke này nó dài là 22 cm nha, dài 22. Bề ngang hình như được bữa mình đo được 140. Con này các bạn thấy nó là một khối sắt nha. Sắt nguyên khối, bát đồ nguyên khối nha, sắt nguyên khối. Cái này anh em làm ke cho trục y á. Ha, trục y. Đó. 220 thì rất là phù hợp nha. 220 thì các bạn đặt trục y lên đây và đưa xuống nha, thì 220 thì cũng tương rất là phù hợp để gia công. Nó thông thông thường trong cái tầm đó các bạn. Từ 200 tới 300 đổ lại, tầm tầm đó. 300 thì hơi cao nha. Cao thì khi những vật bạn làm nhỏ 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 bạn phải kê lên. Còn 220 thì rất là phù hợp luôn. Bạn thấy đường dao nó đi. Còn cái này để mà gia công được cái cục như vậy á thì cũng rất là tốn công các bạn. Tốn chi phí nha. Mình ngày xưa chuyên đi gia công cái này nè. Nha, chuyên gia công cái này phả mặt các kiểu, đặc biệt là một cặp này á, khi mà phả mặt cuối cùng á, phả mặt lấy chuẩn á, là phải đặt một cặp lên ấy luôn nha, cặp lên mặt bàn luôn, làm lần đó. Chứ không có làm lẻ lẻ, làm lẻ lẻ nó không có đồng tâm, nó không chính xác.
nói chung tùy bản vẽ nha, không yêu cầu lắm thì làm lẻ lẻ, như thông thường kẹp cặp á, mình làm một lần, thường thường làm như vậy. Còn để gia công cái mặt này thì tốn dao tốn máy nước mà. Bạn thấy đường dao đi không? Chạy chứ tốn dao nha, mòn dao. Ok, mấy con này xưa mình hay xài chip á. Mấy cái chip bẻ phôi nó chạy. Quạt tản nhiệt đường kính vuông 120 mm, điện 220 một pha, hàng Taiwan. Rất là nhiều khách hỏi mình hàng Japan nha, cái hàng mà mình đã đăng cách đây cỡ 3 4 tháng á, nhưng mà hiện tại không có hàng lại các bạn. Mình cũng cố tìm nhưng mà không có nha. Thì hiện tại hàng Taiwan là nhiều nhất ha. Em ru. Con này cũng tháo trong máy ra nha, chứ không phải hàng hàng ấy, tháo trong trong những cái thiết bị ra các bạn. Giá 250k một cặp nhé, cặp bao ship. Ở đây còn cái trục. Trục này lẻ lẻ bán hết rồi nhé. Ở đây có 3 vét. Trục này 280k, trục nhôm. À, các bạn có thể kẹp. Nói chung là để, nếu các bạn để như vậy thì nó đã song song rồi. Còn các bạn kê vô một mặt chuẩn nha, thì lấy cái mặt chuẩn. Đầu này thì có nhiều cái này để các bạn có thể lắp những cái đá mài. Đá mài. Sẵn thì đá mài này mình đang xả các bạn. Khách nào lấy về bán lại nha. Đá mài Boss. Cái này phải là trùng với cái này luôn thì ngon ha. Đó, làm dễ. Lúc trước còn rảnh rảnh các bạn còn lấy mấy tiện còn dọc dọc nha. Dạo này bận quá cái mấy tiện mua về không có dọc được luôn. Đó, cứ ngắt luôn không có dọc. Việc nhiều quá. Đó. À, bên kia kéo không? Khách nào mua chung với đá mài này nọ nha thì mình tính các bạn 250k nha. Còn đá mài cái đĩa này là gọi đĩa đĩa mài phi 180. 100k 3 miếng nha. Đĩa này đĩa mài phi 180. Hàng của Boss. 100k 3 miếng bao ship. Đá rất là nặng các bạn, nặng. Báo lại đá mài các bạn, 100k 5 miếng, đá cắt phi 150. Cái lỗ bên trong các bạn chú ý nha. Lỗ bên trong nó là 22,23. Tức là lỗ lớn á. Mình không biết lớn hay nhỏ nhưng mà lỗ này các bạn. Độ dày 1,6 ly. 100k 5 miếng nha. Còn đá mài phi 125, 100k 4 miếng. Đá mài phi 180, 100k 3 miếng. Tối nay mình sẽ qua cái hệ này. Qua hệ này nha. Mình cái nào mình làm được trước á, mình đang đặt cái module để nạp nạp code nha. Nạp code cho những cái con IC nè. Toàn bộ IC cắm hết các bạn. Toàn bộ IC cắm hết nha. Các bạn chỉ cần rút ra nha, rút ra các bạn cắm lên cái module đó là các bạn nạp code cho nó, ví dụ như đây là matrix không? Dot matrix display thì các bạn nạp code đó, ví dụ như cho học á. Ví dụ như cái code các bạn chỉnh sửa á. Ví dụ chạy theo trình zigzag nha, zigzag rồi. Ở trên có thì mình có quy định cột nào sao 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 đúng không? Đó các bạn có thể thay đổi và xem cái sự thay đổi cái nó trên đây để mình học á, học. Đó, ví dụ như hiển thị số 1, số 2, số 3 các kiểu nha, đó tóm lại là vậy. Bộ này là hàng này mình đoán 100% nó chính là những cái hàng ở trong những cái thư viện học hay là những cái môn học ở nước ngoài các bạn. Việt Nam mình thì gần đây nha, gần đây thì những công cụ hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng mà ngày xưa cái thời của mình là không có nha các bạn. Không có nha. Được cái máy tính có cái bàn phím gõ là vui rồi. Nha, các bạn thấy nước ngoài hàng cái độ hoàn thiện rất là cao, khả năng châu Âu. Các bạn thấy làm rất là xịn chứ không phải là làm cái dạng như bà đồ giống như đồ chơi nha. Bạn làm thấy cái độ hoàn thiện không? Ở đây các bạn thấy cái mạch này được gia công không? Rất là tỉ mỉ. Từ chữ số cho tới cái đường nét nó chạy các bạn, cái đường mạch nó đi á. Làm rất là chuẩn chỉ luôn.
chứ không phải làm chơi chơi, làm đồ giống như là xài một mùa bỏ. Cái con IC cắm này hiện tại thì rất là rẻ trên thị trường nha, ngày xưa đắt chứ bây giờ rất là rẻ nha. Đó, mình cứ coi cái tên, đặt trên mạng 2-3 nghìn một con thôi. Đây các bạn thấy IC à, rất là hay. Hiện tại mình mở bán là một set như vậy là 7 cái nha, 7 chủng loại khác nhau thì giá 700k bao ship. Anh em về học nghiên cứu, học hỏi hoặc là tạo những cái kênh làm, hoặc là dạy cho con, hoặc là training những cái người là sao 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 đó ha. Bao gồm 7 loại nha. Điều khiển hệ thống 8 bit. Điều khiển matrix, điều khiển màn hình LCD, điều khiển led 7 đoạn. À, đây là một cái gọi là điều khiển động cơ bước, stepper motor. Điều khiển converter điện AC/DC. Và cuối cùng là điều khiển switch. Điều khiển switch nha. Đó, ví dụ như những cái lập trình những cái tác vụ đó. Ok, thấy khoái khoái ôm lô này. Toàn bộ nó xài điện 5V hết nha. Và cái chân cắm giống nhau hết, chung hệ thống. Cái này các bạn mua cục pin á, cục pin 5V là được nha. Đó, cứ cắm vô đây là xài. Lập trình xong cái cắm vô. Đó, lập trình xong cắm vô. Để các bạn xem cái sự nữa thay đổi khi mà mình lập trình, để mình biết được cách lập trình thế nào. Và cái này thì các bạn có thể mở ra nha, mình vẽ sơ đồ lại mình học cũng được, rất là đơn giản, hoặc là áp dụng cho những cái môn khác. Mình thì đang để ý tới cái này là điều khiển động cơ bước, để xem mình con này thì công suất ấy nó, mình định lấy cái thông thợ lấy cái dữ liệu này nè để điều khiển cho 20 của một cái máy nha, dù máy phay máy tiện gì đó, túm lại là để học hỏi. Còn khách nào đếm hết luôn nha, lấy hết mua hết thì 55k một cái nha, mình lãi 5k một cái. Sang lại dự án, bên đây định đi cẩu hai cái máy dập về các bạn, nhưng mà bên bãi chưa tháo, đang ngóng nó về. Hai con đó thì mình sẽ làm hoàn thiện luôn, về làm hoàn thiện và bán. Ok, tiếp tục báo các bạn một số đồ xả nha. Motor 775 cốt 5 ly, con này 100k hai cái bao ship nha, hàng tua rất là cao khỏe. Anh em chế bơm cũng được, bơm nước, bình dầu của cái máy dập. Cây này 400k nha, 400k, hành trình 200, hàng của Nhật, đầu ở đầu có cao su. Bộ bơm nước nha, bộ này thì mình đang bán là cái phần bơm nước 200 bao ship, là giống như mình bán lại nha. Con này để mình tìm cái rang mình test luôn, test nước cho các bạn nha. Bơm từ máy in Germany, bơm từ Germany. Còn con xăng Yudenki này các bạn chạy áp cao nha, 48 đổ lên, năng lượng mặt trời thì ngon khỏe, giá 600, bữa nay giảm còn 580. Mấy con nhỏ 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 này 70k một con nha, và con này là 100, à, này là 100. Hôm qua cái này vẫn đang chạy nha, nhưng mà công suất nó nhỏ các bạn, nó chỉ có 3 ampe, công suất nhỏ nha, 3.0 điện 220, 110 tới 220. Cái này bán lại các bạn 100k, không bao gồm phí ship. Anh em nào về về xài nha, xài cho đồ nhỏ nha, 100k. Cái này cũng 100k, cái này bao ship. Cái này thì 100k bao ship luôn các bạn nha. Bao ship luôn, anh em nào lấy về ấy vẫn đang chạy bình thường nhé. Vẫn đang chạy bình thường. Vì công suất nó nhỏ. Mình ráp hệ thống 24 cho khách nha, thì nó đi đồng bộ. Chứ cái này điện 220 lọt chọt vô có một cái thì nhiều khi nó lại phức tạp nha, không thích, cho nên mình bán để cũng chật chội. Cái này 400, bữa nay giảm còn 350 các bạn, bán luôn nha. Cái này bao sóng, hàng âm thanh Onkyo,
Còn cái này thì 4 cái, 4 cục pin 250. Đồng cục nữa ta. 250k. Tặng thêm cái bo mạch này về các bạn lấy linh kiện. Tụ biến thế. Bơm 150k, bơm sục khí 12V.